Chào mừng các em đến với kênh Hề Lê. Trong bài giảng hôm nay thì xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 5 sức kết nối tri thức cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng thì Liên các em khai giới hiệu, các em sẽ bấm thích và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ là mình tiếp bài tập của bài 22 phép chia số phân tiết số 4 trong bài em sáng nha. Trước hết mình sẽ làm câu số 1 đặc tính giờ tính 21 chia cho 0,7. Giờ ở đây mình thấy là số chia có một chữ số bằng ngập phân, như vậy ở bên đây các em thêm số 0. Bên đây thì các em gạch bỏ cái dấu phẩy đi. Có nghĩa mình sẽ lấy 210 chia cho 7, đúng không? Chưa hết lấy 21 chia cho 7 được 3. 3 nhân 7 là 21, 21 trừ 21 bằng 0. Hạ xuống 0, xuống 0 chia cho 7 cũng bằng 0 thôi, đúng không? Như vậy kết quả sẽ là 30 nhé. Giờ tiếp theo là câu B 444,54 chia 93. Rồi, bây giờ mình sẽ chia bình thường nha. Chứ hết mình sẽ lấy 444 chia 93 sẽ được 4 với số 4. 4 nhân 3 là 12, ở đây có số 4, kem lấy 14 chia 12 được 2 với 2 nhân 1. 4 nhân 9 là 36 khi 1 là 37, 44 chia 37 còn 7 với số 7. Giờ ở đây có dấu phẩy, kem đem dấu phẩy quanh đây. Kem hạ số 5 xuống sẽ được 725. Mình sẽ lấy 725 chia 93 sẽ được 7. 7 nhân 3 là 21. Ở đây có số 5, kem lấy 25 trừ 21 sẽ được 44. Nhớ 2. 7 nhân 9 là 63, khi 2 là 65. 72 trừ 65 còn 7 với số 7. Hạ số 4 này xuống được 744. 744 chia 93 sẽ được là 8. 8 nhân 3 sẽ là 24. Ở đây có số 4, kem lấy 24 trừ 24 bằng 0 với 0 nhớ 2. 8 nhân 9 là 72, khi 2 là 74, 74 trừ 74 bằng 0. Đúng không? Như vậy kết quả sẽ là 4,78 nha. Tiếp theo là 10,37 chia cho 6,1. Như ở đây mình thấy là số chia có một chữ số bằng ngập phân, như vậy kem dịch chuyển dấu phẩy này qua bên đây. Đúng rồi. Giờ sau đó kem gạch bỏ dấu phẩy này, gạch bỏ dấu này phẩy này luôn. Như vậy có nghĩa mình sẽ lấy 103,7 chia 61. Chứ hết mình lấy 103 chia 61 được 1. 1 nhân 1 là 1. Ở đây có số 3, kem lấy 3 trừ 1 được 2 với số 2. 6 nhân 1 là 6, mình sẽ lấy 10 trừ 6 được 4 với số 4. Giờ ở đây có dấu phẩy, kem viết dấu phẩy này qua đây. Hạ số 7 xuống tiếp thì mình sẽ được là 427. 427 chia 61, mình lấy 42 chia 6 thì được 7 với số 7. 7 nhân 1 là 7, 7 trừ 7 bằng 0. 7 nhân 6 42, 42 trừ 42 cũng bằng 0 thôi, đúng không? Như kết quả sẽ 1,7 nha. Và như là mình xong câu số 1. Câu số 1 kem hiểu bài, kem xong muốn hết video thì kem hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu số 2.
Câu số 2, viết số hợp phân kết hợp và dấu chấm để làm ba chiếc khuôn đúc tượng giống nhau cần 7,2 tạ sáp, vậy để làm một chiếc khuôn đúc tượng cần bao nhiêu tạ sáp? Như đề bài nói là làm ba chiếc khuôn đúc tượng giống nhau cần 7,2 tạ sáp, muốn tìm một người ta hỏi là để làm một chiếc khuôn cần bao nhiêu tạ sáp, thì cái lem lấy số này chia cho ba là cho kết quả không? Thầy sẽ tính nhắc chỗ này, mình lấy 7,2 chia 3 nhé, 7,2 chia cho 3. Giờ lấy 7 chia 3 sẽ được 2, 2 nhân 3 là 6, 7 chia 6 được 1. Ở đây các em đem dấu phẩy này qua đây, hạ số 2 xuống thì được là 12. 12 chia 3 được 4, 4 nhân 3 12, 12 chia 12 thì bằng 0. Được rồi. Như vậy kết quả sẽ là 2,4 nha. Như ở đây mình sẽ để là 2,4. Giờ như là mình xong câu số 2. Giờ câu số 2 kem hiệu bài, cái xong hết video thì kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 3, viết tiếp vào chỗ chấm cho kết hợp. Một vùng đặt căng máy phát sóng phát điện sóng có dạng một hình chữ nhật với chiều dài là 22 km, chiều rộng bằng 3 phần 5 chiều dài. Như đề bài nói là một vùng đặt các máy phát điện sóng có dạng chữ nhật với chiều dài là 22 km, chiều rộng 3 phần 5. Bây giờ mình sẽ đi tính chiều rộng bằng cách lấy số này nhân cho 3 phần 5. Đúng không? Thầy sẽ tính nháp chỗ này. Như vậy trước hết mình sẽ đi tính chiều rộng nha. Chiều rộng của vùng đó là mình sẽ lấy 22 nhân 3 phần 5, có nghĩa là các em như lấy nhân 3 rồi chia cho 5. Đúng không? Giờ 22 nhân 3 là 66, 66 chia 5 bằng bao nhiêu? Mình thầy sẽ đặt tính và tính nha. Mình sẽ lấy 66 chia 5. Giờ mình sẽ lấy 6 chia 5 được 1, 1 nhân 5 là 5, 6 chia 5 được 1. Hạ số 6 được 16. 16 chia 5 được 3, 3 nhân 5 là 15, 16 chia 15 thì còn 1. Giờ muốn chia tiếp, các em đặt dấu phẩy chỗ này. Giờ chỗ này các em thêm số 0 để chia tiếp. 10 chia 5 được 2 với số 2, 2 nhân 5 là 10, 10 chia 10 bằng 0. Như kết quả là 13,2 đúng không? Km. Giờ bây giờ thì mình sẽ tính chu vi của vùng đó nha. Chu vi thì kem lấy chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân cho 2. Chiều dài sẽ là 22 cộng chiều rộng sẽ là 13,2, giờ tất cả nhân cho 2 bằng. Giờ ở đây các em thực hiện phép cộng trước nha. 22 cộng 13 sẽ là 35,2 viết lại, có nghĩa là 35,2 nhân 2 viết lại. Mình sẽ tính nhẩm chỗ này luôn nha. 2 nhân 2 là 4, viết số 4 dấu phẩy viết lại nè. 2 nhân 5 là 10, viết 0 với 1. 2 nhân 3 là 6, khi 1 nhớ là 7. Đúng rồi. Như kết quả sẽ là 70,4 km nha. Như chỗ này các em viết là 70,4 km đúng rồi. Giờ bây giờ mà sẽ đi tính diện tích của vùng đó. Diện tích của vùng đó là các em lấy chiều dài nhân chiều rộng, 22 nhân cho 13,2 đúng không? Ba. Giờ hãy sẽ tính nháp phía dưới nha. Giờ hãy sẽ đặt tính và tính nha. Như là 22 nhân cho 13,2, như mình sẽ lấy 13,2 nhân cho 22 cũng được nha, đúng không?
Vì trong phép nhân có tính chất do quán, các em lấy số này nhân số này cũng được. Rồi 2 nhân 2 sẽ là 4. 2 nhân 3 là 6 và 2 nhân 1 là 2. Số 2 này nhân lên cũng giống vậy thôi, có nghĩa là cũng là 2 6 4 thôi, đúng không? 4 6 và 2, đúng không? Giờ 4 hạ xuống với số 4. 6 cộng 4 là 10 với 0 nhớ 1. 2 cộng 6 là 8 thì 1 nhớ là 9. Số 2 viết lại. Ở đây mình thấy có một chữ số bằng gặp phân thì bằng tích kem đếm từ phải qua trái một chữ số kem đặt dấu phẩy. Như vậy kết quả sẽ là 290,4, đúng không? Đơn vị ở diện tích sẽ là km vuông. Như vậy các em biết ở đây sẽ là 290,4 km vuông. Dạ như là mình xong câu số 3 nhé. Câu số 3 kem hiệu bài. Các em sau bấm hết video hãy biết kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 4. Câu số 4 đề bài nói là đề bài yêu cầu mình viết số phân kết hợp và chủ chấm. Chú cuốn chiếu phải sơn mặt trước của các khối lập phương như hình dưới đây. Mình sẽ quan sát hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương. 1, 2, 3, 4, 5, 5 khối lập phương. Ở đây người ta cho chiều cao của 5 khối lập phương này sẽ là 4,5. Như vậy bây giờ mình sẽ đến tính chiều cao của một khối lập phương bằng cách lấy số này chia cho 5. Thì chiều cao của khối lập phương cũng chính là kính ở cạnh của khối lập phương thôi. Đúng không? Đây sẽ tính nhắc chỗ này. Như vậy trước hết mình sẽ đi tính chiều cao của khối lập phương chính là cạnh của khối lập phương. Độ dài cạnh của độ dài cạnh của khối lập phương này. Độ dài một cạnh của khối lập phương này. Khối lập phương sẽ có chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều bằng nhau, có nghĩa là một đều là cạnh hết, đúng không? Giờ các em lấy số này chia cho 5. Vì chiều cao này tương ứng với 5 cạnh thì các em lấy số này chia cho 5 là được. Giờ như vậy các em lấy 45 chia 5 được 9. Giờ sau đó thì mình sẽ ở đây có một chữ số bằng gặp phân thì các em đếm từ phải qua trái một chữ số các em đặt dấu phẩy. Phần nguyên không có kem khiêm dấu không có nghĩa là 0,9, đúng không? Decimate nhé. Giờ bây giờ mình sẽ đi tính diện tích của một mặt của khối lập phương, đúng không? Diện tích của một mặt kem lấy cạnh nhân cạnh. Diện tích của một mặt. Diện tích một mặt của khối lập phương là giờ các em lấy cạnh nhân cạnh có nghĩa là 0,9 nhân 0,9. Mình sẽ tính nhẩm luôn, mình lấy 9 nhân 9 là 81. Ở đây mình thấy là số này có một chữ số bằng phân, số này cũng có một, tổng cộng có hai chữ số bằng phân. Thì phân tích các em đếm từ phải qua trái hai chữ số các em đặt dấu phẩy. Phần nguyên không có các em khiêm số 0 có nghĩa là 0,81 decimet vuông. Diện tích sẽ là decimet vuông. Giờ diện tích của chú ấy cần sơn có nghĩa là diện tích của 5 mặt 1, 2, 3, 4, 5. Các em lấy số này nhân cho 5 để cho kết quả thôi. Như vậy diện tích mà chú ấy cần sơn này mình lấy số này nhân cho 5, 0,81 nhân cho 5. Mình sẽ tính nhẩm luôn. Đúng không? Giờ 5 nhân cho 1 là 5. 5 nhân 8 là 40, biết 0 nhớ 4, dấu phẩy viết lại. 5 nhân 0 là 0, thêm 4 là 4, kết quả là 4,05, đúng không? Như vậy mình sẽ viết ở đây là 4,05 nha. Như vậy kết quả ở đây cuối cùng sẽ là 4,05 decimet vuông, đúng không?
Giờ như là mình xong câu số 4 nha. Câu số 4 kem hiệu bài. Các em xong muốn khích video thì kem hiệu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng thì hãy bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và là chưa đăng ký kênh thầy Liên, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất thầy Liên. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.